Ta-da, nhớ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện mà mình là của IK. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá hai tập tiếp theo của lớp học rùng rợn nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng khám phá tập 5 và tập 6 đây trên màn hình các bạn. Đây là tập 5 và tập 6 của lớp học rùng rợn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ mình nha. Và nhớ comment một số hết phía dưới. Như video này sau một tuần đạt được 3.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn là hai cuốn bất kỳ từ tập 1, tập 10 ha. Nguyên siêu đủ quà luôn, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn nha. Rồi mời các bạn cùng bây giờ khám phá tập 5 và tập 6. Thì đối với cái tập lẻ các bạn, chúng ta sẽ có quà tặng đây là hai tấm bóc kẹt ha. Mời bóc kẹt rất là ma mị nha các bạn, về cô nàng ma của chúng ta. Đây nhìn rất là ma mị nhưng mà không đáng sợ nha, bù lại là dễ cưng nữa chứ đáng sợ gì. Chúng ta mỗi tập chúng ta sẽ được cái bì rời, được cán bóng khá xịn sò. Giá của mỗi tập là 30.000 nha các bạn, giá anh chỉ shop bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm nha. Thì đối với tập 5 là kể về đề đến với lớp học rùng rợn, đằng sau những trái tim con người là những ham muốn nhỏ nhoi. Hãy cùng đón xem những câu chuyện bắt nguồn từ đó. Và lời nhắn gửi của tác giả là tập 5 đã xuất bản rồi nè, tôi luôn thay đổi nhân vật chính trong từng câu chuyện nhưng mọi người đều có thể bắt gặp hình tượng của họ ngoài đời. Tính ra tôi có nhiều người quen giống mấy cô bé đó lắm. Tất cả cười. Rồi đối với tập 6 thì kể về là chào mừng đến với lớp học rùng rợn, những tiếng hét vô vọng cứ vang lên không ngừng. Lớp học này là một giấc chiêm bao hay là hiện thực? Và tác giả gửi đến một cái lời nhắn nhủ, đó là chưa gì tập 6 đã tới rồi. Tôi bị hỏi là người toàn vẽ những câu chuyện kinh dị như cô thì có gặp ma không? Không hề có chuyện đó nha. Cả đời này tôi sẽ ráng để không gặp thứ đó. Tôi cũng biết sợ ma. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng tập 5, tập 6. Các bạn nhớ like, subscribe và còn bên một con số hít phía dưới nha. Và nhớ con số hít lần này của mình là 142. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.